Vâng, xin được mến chào toàn thể nhé, đã quay trở lại với kênh Tâm Minh Audio. Hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2023, em giới thiệu đến anh em một cái dòng mic tít sự kiện. Đây là một cái dòng mic 6 hộp 6 nhé. Cái mã của nó là U663. Đây là một cái dòng mic mà thực sự anh em, nếu như anh em hát gia đình, anh em làm show hoặc em làm sự kiện, anh em dùng những cái bộ mic này nó quá là ok luôn. Đây, một cái dòng mic đẹp như thế này, chất như thế này. Nhưng mà em sẽ thanh lý cho anh em với cái mức giá thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một bộ thôi. Anh em mà xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang. Mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu qua với anh em một chút về cái phần hình thức của cái mic này, sau đó em sẽ giới thiệu anh em cách dò sóng mic, đồng thời là test tiếng và báo giá. Thực sự với anh em đây là một cái dòng mic tiếng cực kỳ là nhẹ, hát rất là bay luôn. Anh em làm show, làm sự kiện, anh em lắp phòng, đặc biệt anh em nâng cấp mic hát gia đình cần một cái bộ mic tiếng nhẹ hát bay thì đây là một cái sự lựa chọn anh em không nên bỏ qua. Đấy, và cái tay mic của nó thì thực sự với anh em nó quá là đẹp luôn, nó quá là chất luôn. Đấy, và em cũng tặng kèm đầy đủ chống lăn cho anh em. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái mic này, sau đó em sẽ giới thiệu cách dò sóng mic. Thì đây là một cái dòng mic đến từ Đài Loan, là thương hiệu Tít, mã là U663. Một cái dòng hàng xịn chính hãng của Đài Loan nhé. Đây là một cái dòng mic 6 số sự kiện. Đấy, và giữa đây là một cái màn hình LCD, và trên cái màn hình thì nó hiển thị đầu tiên là kênh này, dưới là tần số, vạch AF là vạch sóng và vạch RF là vạch tiếng. Đấy, còn đây là các cái nút chỉnh sóng của bên A, và đây là các cái nút dò sóng bằng hồng ngoại của bên B. Còn đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu. Thì những cái volume này thì anh em nên tập trung là chỉnh một vị trí cố định thôi, sau đó anh em hãy chỉnh hộ em ở trên vang hoặc là trên 5 ly. Đấy, còn về cái phần dò sóng mic thì những cái dò sóng mic này thì em cũng dò sẵn hết cho anh em rồi, về anh em gần như là cũng không phải dò, không phải động gì vào đây. Và nếu như trong cái quá trình sử dụng mà không anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng hoặc mất tiếng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Nếu như mất sóng kênh A thì anh em hãy ấn cái chữ set ở bên A này, và nếu như mất sóng bên B thì anh em hãy ấn cái chữ set ở bên B. Bây giờ em giả sử em dò cái sóng của bên A thì em sẽ ấn chữ set của bên A. Sau khi nó hiện một cái vạch sóng chạy ngang như này thì anh em hãy để sát cái màn hình của cái tai mic nhá. Để sát cái màn hình của tai mic vào cái chữ IR trên đầu thu. Cái chữ IR trên đầu thu thì nó nằm ở trong hai cái mắt bên này anh em nhá. Đây, mắt bên B nó chỗ này và mắt bên A nó chỗ này. Anh em để sát cái màn hình tai mic vào đấy và anh em ấn chữ set. Từ 2 đến 3 giây là lập tức là cái đầu thu và cái tai mic nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Và đồng thời nó cũng tự động dò sóng sạch, tránh cái tình trạng là bị chập chờn sóng hoặc là bị trùng sóng với những cái thiết bị khác. Và những cái bộ mic này thì em cũng dò sẵn hết cho anh em rồi, thế nên là về anh em gần như là cũng không phải dò, không phải chỉnh gì ở đây. Và bây giờ em sẽ quay cho anh em xem cái phần nội thất của cái mic này. Thì đây là một cái dòng mic hàng bãi xịn chính hãng của Đài Loan, thương hiệu Tít. Thì cái hàng bãi xịn em biết rồi, nó là một cái dòng mic tháo ra thì cái vỉ mạch của nó rất là to. Đây, và trong cái vỉ mạch này thì nó rất là nhiều các cái linh kiện, anh em nhìn ạ, cái vỉ mạch của nó gần như là kín cái đầu thu ấy luôn. Và cái mic này được sử dụng đến 6 hộp sóng, ở bên A là 3 hộp sóng và bên B là 3 hộp sóng. Những cái dòng mic nhiều sóng này thì cái sóng của nó cực kỳ là khỏe, cực kỳ là ổn định cho anh em làm show, làm sự kiện, và cái sóng của nó có thể đạt được mức từ 70 đến 80 mét em nhé. Còn ở giữa đây thì là cái phần xử lý tiếng của cái bộ mic này, thì đây là một những cái con IC xử lý tiếng lọc tạp âm, giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch và tránh cái tình trạng là bị sôi, bị nhiễu. Còn ở phía sau đây thì sẽ có hai cái rắc cắm ca lông để anh em cắm mixer là sự kiện, và em sẽ tặng kèm cho em một cái dây 6 ly anh em cắm hộ em vào cái cổng mic out ở phía sau này. Còn về cái phần tay mic thì tất cả những tay mic này thì em đều cho thợ dọn hết lại rồi, nó đẹp hơn cả sơn mới em nhé. Những cái bộ mic này thì được sơn bằng những cái công nghệ sơn rất là cao cấp, thế nên là em bảo hành cho anh em cái phần sơn này 575 không hề bị bong tróc nhá. Sơn này thậm chí là còn chắc hơn cả sơn zin luôn và đẹp hơn cả sơn zin. Đấy, những cái tay này thì anh em thực sự anh em mà nó quá là đẹp luôn. Đấy, và dọ thì em cũng thay hết bằng những cái dọ inox rồi, và chống lăn thì em cũng tặng kèm cho anh em những cái cặp chống lăn xịn, những cái chụp đuôi xịn ở đây. Thực sự anh em mà nó rất là đẹp luôn. Đấy, nó rất là bóng, rất là đẹp luôn ạ. Còn về cái phần nội thất của cái tai mic này thì em cũng tháo sẵn cho anh em xem, thì nó được đều được sử dụng một cái dạng củ 3G cao cấp. Những cái dòng củ này nếu anh em mua ngoài thị trường nó rơi từ 4 đến 500 nghìn một cái củ em nhé. Đấy, hai cái củ mic đã tầm 800 nghìn rồi. Đấy, và những cái củ xịn như thế này thì thực sự chất âm của nó quá là ok. Anh em làm show, làm sự kiện, anh em rất là thích những cái củ dòng 3G thế này, tiếng của nó cực kỳ là chuẩn. Đấy, và anh em hát gia đình thì đây cũng là một cái dòng củ rất là lịnh tiếng. Thế và bây giờ em sẽ thử qua cho em nghe cái tiếng của cái mic này, sau đó em sẽ báo giá luôn. Và em lắp sẵn vào một cái tai mic đây rồi. Và cái tai mic này thì nó hiển thị 6 số em nhá, nó hiển thị 6 số này, cái màn hình của nó màu xanh rất là đẹp. Và cái tai mic thì thực sự em cầm rất là đầm tay luôn. 6 7 1 2
5 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Thực sự với anh em là cái tiếng mic của nó quá là hay luôn. Tiếng mic cực kỳ là nhẹ, hát rất là bay, xì xẹt rất là ok. Đây là một cái dòng mic phải gọi là siêu lịnh giọng luôn. Thậm chí em cảm giác nó lịnh giọng hơn cả cái dòng mic Beyer. Hát rất là nhẹ luôn nhưng mà cái tiếng mic nó thu vào cực kỳ là tốt. Và đây là một cái dòng mic đến từ Đài Loan, hàng xịn chính hãng của nó, cái giá mới đập hộp từ 6 đến 7 triệu một cái bộ như thế này. Đấy, và hàng bãi thì đẹp như thế này thì bên em đang bán với mức giá là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8 một cái bộ như này em nhé. Đấy, nhưng mà hôm nay thì để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, bỏ qua cái mức giá là 1 triệu 700 nghìn. Hôm nay em sẽ xả cho anh em đang xem video này với cái mức giá chỉ có 1 triệu 450 nghìn nhé. 1 triệu 450 nghìn em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em, nhận hàng được kiểm tra test thử. Nếu đúng sản phẩm như này, tiếng hay như quảng cáo, đẹp như thế này thì anh em mới nhận. Còn nếu như không hay, không đúng như quảng cáo, anh em gửi lại cho em không phải mất 1 nghìn nào tiền cước nhé. Ngoài chế độ bảo hành 3 tháng ra thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em trọn đời, anh em dùng 5 năm 10 năm sau. Nếu như có vấn đề gì mà mua bên Tâm Minh Audio, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em nhiệt tình luôn ạ. Anh em nào chốt cái bộ mic tiếp U663 này với cái mức giá là 1 triệu 450 nghìn bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 797955 hoặc là 0912 797955. Đấy, thực sự anh em nó quá là đẹp luôn. Cái giá 1 triệu 450 nghìn thì anh em chưa mua nổi được một cái bộ mic nhái đều nhá, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic hàng xịn như thế này. Và cái giá hôm nay đưa ra thì nó cũng chỉ ngang ngửa với một cái đôi mic có dây anh em đang sử dụng tại gia đình thôi. Đấy, rất là chất lượng mà chỉ có 1 triệu 450 nghìn bao ship, bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, nhận hàng được kiểm tra test thử. Anh em nào chốt cái mic này với cái mức giá là 1 triệu 450 nghìn bao ship thì hãy gọi điện cho em. Và ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em nhanh một cái bộ mic bãi, nó bị một tay thôi. Thì cái bộ này thì em cũng test rồi thì nó cũng bị hỏng một kênh. Và cái thứ hai thì cái tay mic này của nó thì nó hơi bị xấu một chút, nó bị vỡ vỏ ở đây và nó bị mất cái đuôi chuôi ở đây. Thì em thanh lý cho anh em nhanh một cái bộ mic một tay này với cái mức giá là 400 nghìn. Đấy, 400 nghìn một cái tay này nhé. Anh em mua một cái tay này cũng phải giá tầm 5-600 nghìn rồi, chứ đừng nói gì cả một cái bộ mic như thế này và chỉ có giá 400 nghìn. Anh em nào chốt cái bộ mic một tay tít này với cái mức giá là 400 nghìn thì hãy gọi điện cho em. Anh em nào chốt được cái bộ mic 1 triệu 450 nghìn, hai tay đẹp và keng như thế này, hình thức thì em bao cho anh em là quá đẹp luôn. Nếu như anh em nhận hàng mà không đúng như thế này, không đẹp như thế này thì em gửi lại cho em không phải mất 1 nghìn nào tiền cước. Và hình thức của cái đầu thu thì thực sự anh em nó cũng quá là đẹp luôn ạ. Anh em thấy mic chất, mic rẻ, mic đẹp thì ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin được kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.